Thưa quý vị, những năm qua, huyện Đại Lộc tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Đại Lộc hỗ trợ người dân và hợp tác xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi phù hợp, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung cho giá trị kinh tế. Năm 2021, hợp tác xã chăn nuôi Đại Hòa triển khai liên kết với người dân địa phương thu mua bò giống và phát triển bò thịt theo hướng tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp lên men. Hợp tác xã thu mua bò giống từ khoảng 50 kg và tiếp tục nuôi đến trọng lượng khoảng 150 kg thì xuất bán. Từ vài chục con ban đầu, đến nay đàn bò của hợp tác xã lên đến hơn 100 con, có liên kết đầu ra ổn định. Tôi sở ở đây thì chăn nuôi là chủ yếu là ăn cỏ, còn cốm là chủ yếu là thóc thôi, chứ còn nuôi công nghiệp thì giờ trừ nuôi công nghiệp thì cốm rồi là nó quá đắt nên nó không có lợi nhuận. Cùng với hỗ trợ các hợp tác xã và người dân phát triển chăn nuôi hàng hóa, huyện Đại Lộc khuyến khích người dân chuyển đổi đất kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững. Chị Hồ Thị Lộc ở xã Đại Minh đã mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái với diện tích 3 hectare. Sau 6 năm chăm sóc, đến nay khu vườn đã có hơn 20 loại cây chủ lực bắt đầu cho quả, trong đó có nhiều giống trái cây mới và có nguồn gốc từ miền Nam và cây cherry có nguồn gốc từ Mỹ. Theo chị Hồ Thị Lộc thì làm nông nghiệp bền vững luôn có những khó khăn nhất định. Thời gian để hình thành khu vườn kéo dài từ 4 đến 5 năm nhưng kết quả mang lại bền vững từ những năm đó. Làm nông nghiệp là từ 1 năm tới 5 năm thì không thể hoàn vốn được. Bởi vì có nhiều khi có cái cây sầu riêng này, có những cái cây giờ ngà thì mình chưa lấy vốn được. Nhưng mà năm thứ sáu trở lên là chắc chắn là em sẽ lấy vốn ra trong vòng hơn 3 năm tới. Rồi mình sẽ hưởng thụ mười mấy năm về xa. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Đại Lộc có 25 trang trại, cùng với khoảng 80 gia trại sản xuất hàng hóa ổn định ở các lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại đã giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo điểm nhấn quan trọng và tạo tính lan tỏa phương thức sản xuất hiện đại, mới mẻ trong quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp địa phương. Tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là chuyển đổi cây trồng từ cái đất lúa, đất hoa màu sang trồng cây ăn quả, kết hợp với các cái dịch vụ mà du lịch trong cái nông nghiệp cũng mang lại cái hiệu quả rất cao. Đại Lộc phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2025, trong đó ưu tiên đầu tư có trọng điểm, xây dựng các nhóm sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh hóa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân các xã nông thôn mới.